Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoa Thịnh Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin đặc biệt về cuộc điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ của phái đoàn người Việt từ trong nước do Võ Thành Nhân thực hiện. Xin được kính chào anh Hoàng Thúy Duy. Anh có thể cho biết rằng trong vấn đề tổ chức ngày hôm nay chúng ta có một cái buổi điều trần. Nhưng mà khi chúng ta chọn những người điều trần thì cái tiêu chuẩn nó như thế nào và tại sao chúng ta chọn những người như vậy? Yeah. Dạ vâng. Dạ thưa anh Nhân và quý vị khán thính giả của đài SBTN. Trong một tháng qua, Đại Việt Tân có hợp tác với ông luật sư Alan Warner thuộc Đại học Stanford để tổ chức một cuộc vận động cho các tù nhân lương tâm mà đang phải chịu những cái bản án dài hạn tại Việt Nam. Thì trong cái cuộc tường trình tại Quốc hội ngày hôm nay thì có sự tham dự của ba vị từ trong nước. Đầu tiên là ông Nguyễn Văn Lợi, là thân phụ của cô Nguyễn Đặng Minh Mận, là một tù nhân lương tâm. Thứ nhì là anh Trương Minh Tam. Anh Trương Minh Tam là bạn tù của anh Đặng Xuân Diệu và một số tù nhân chính trị khác. Và thứ ba là mục sư Nguyễn Minh Hùng, là một nhân chứng từ trong nước, đặc biệt về những vi phạm tự do tôn giáo. Thì chúng tôi đã đề nghị ba vị này cùng với các dân biểu Hoa Kỳ để mời tham dự ngày hôm nay để có thể nói lên cái tình trạng những khó khăn của các nhà hoạt động trong nước, đặc biệt là những người mà đang trong tù mà phải chịu được những cái bản án rất là nặng. Thì quý vị có thấy đằng sau chúng tôi là hình ảnh của ba nhà dân chủ mà đặc biệt cái chiến dịch này quan tâm đến, là anh Hồ Đức Hòa, anh Đặng Xuân Diệu và cô Nguyễn Đặng Minh Mận. Và khi mà chúng ta có một cái buổi điều trần như vậy đó, thì sau cái buổi điều trần này thì cái sức ép sẽ như thế nào, hoặc là chúng ta sẽ tạo những cái ảnh hưởng ra sao để mà kết quả chúng ta muốn đạt được sẽ có được trong những ngày thật là gần sắp tới? Thì trước tiên đó, đây là những cái nỗ lực trường kỳ của người Việt trong và ngoài nước để tạo những áp lực về mặt nhân quyền và luôn luôn sát cánh với các nhà dân chủ trong nước. Đây là cái trách nhiệm của chúng ta và chúng ta sẽ tiếp tục làm cái điều này. Đặc biệt vào thời điểm này, những cái loại sinh hoạt ngoại vận tương trình điều trần như ngày hôm nay nó có một cái, có thể nói là nó có một cái kết quả đặc biệt hơn đó, tại vì trong cái bối cảnh quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam, chắc quý vị biết là trong tháng 7, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ sang Hoa Kỳ. Cũng mùa hè này là kỷ niệm 20 năm bang giao và đây là lúc mà Cộng sản Việt Nam rất muốn được cái hiệp ước TPP từ Hoa Kỳ và được bỏ cái lệnh cấm vận vũ khí sát thương. Cho nên với cái bối cảnh quan hệ song phương vào lúc này, chúng ta có thể khai dụng những cái cơ hội để đặc biệt vận động cho nhân quyền và sát cánh với các nhà dân chủ trong nước. Và ngày hôm nay chúng tôi ghi nhận rằng trong cái phòng điều trần ngày hôm nay có rất đông thành viên của cộng đồng người Việt tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Anh Hoàng Tử Duy có thể cho biết rằng cái sự phối hợp như thế nào đối với cộng đồng người Việt chúng ta tại đây? Dạ vâng. Thì đây là một cái sinh hoạt mà được cái sự hỗ trợ rất là mạnh mẽ từ tổ chức cộng đồng Việt Nam từ vùng Washington DC, Maryland, Virginia. Ở đây thì một số vị đã đi xe bus từ Eden đến Quốc hội, và sau cái phần sinh hoạt tại Quốc hội thì chúng ta sẽ có một buổi tâm tình với cộng đồng và những đồng bào ở vùng Washington DC với ban tổ chức và đặc biệt là ba vị từ trong nước. Chúng ta sẽ tổ chức tại nơi Wilson, cái nơi sinh hoạt của cộng đồng gần Eden Center. Và cuối cùng trong câu hỏi ngày hôm nay thì anh Hoàng Quốc Duy có thể cho biết rằng là trước những cái tình hình, những cái biến chuyển sắp tới giữa Hoa Kỳ và Việt Nam thì cái vị trí của người Việt tại Hoa Kỳ sẽ như thế nào trước cái mối bang giao đó? Tôi nghĩ chúng ta có một cái tiếng nói rất là lớn. Đây là lúc mà Cộng sản Việt Nam rất là cần Hoa Kỳ trong nhiều cái nhu cầu của Cộng sản Việt Nam từ mặt kinh tế đến một số lĩnh vực khác. Và đây là lúc chúng ta có thể tạo tối đa cái áp lực về nhân quyền để nhắc nhở chính phủ Hoa Kỳ cái nhu cầu tại sao phải cải thiện nhân quyền ở Việt Nam. Cho nên đây là cái lúc chúng ta phải làm sao gia tăng những cái cuộc vận động. Kính thưa ông có thể cho biết rằng là khi mà ông đến được khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ để mà nói lên cái hoàn cảnh của con gái út của ông, thì ông có thể cho biết cái suy nghĩ của ông hiện giờ là như thế nào vậy thưa ông? Tôi đến được đây để trình bày các tin tức về tù nhân lương tâm. Trước hết là con của tôi là Nguyễn Đặng Minh Mẫn đang bị án 8 năm bị cầm tù tại trại năm Thanh Hóa. Họ đối xử rất là độc ác, không còn tính người nữa. Khi đấu tranh để mình khỏi được bị đưa vào biệt giam, mình đấu tranh thì họ đem mình nhốt vào biệt giam một ngày ăn cơm với muối, được 1 lít nước để uống thôi, còn
nước để sử dụng trong ngày là không có, mùng không có, ngủ trần, mũi dữ lắm. Rồi một bộ đồ họ đi, thí dụ như mình buộc mình là phải ở biệt giam 10 ngày hoặc 15 ngày thì chỉ có một bộ đồ đó thôi, không có bộ thứ hai. Đến ngày nó thả mình ra trại, đi ra khu á, là mới được thay đồ thôi. Và khi mà chúng ta thấy em Mẫn bị như vậy đó, thì ông có thể cho biết thêm một lần nữa rằng họ kết tội em như thế nào vậy, thưa ông? Dạ họ, vì con tôi nhìn thấy sự bất công đàn áp với người dân, cho nên con tôi mới tham gia những cuộc biểu tình của tuổi trẻ ở Sài Gòn. Họ gắn cho con tôi là vận động thanh niên ở Sài Gòn để biểu tình. Và sau đó con tôi đi dán những cái khẩu hiệu Trường Sa Hoàng Sa là của Việt Nam khắp đường phố hết. Rồi họ bắt con tôi, họ cho là con tôi âm mưu lật đổ chính quyền, ghép cái tội con tôi là 8 năm. Và khi mà chúng ta nói tới Nguyễn Đặng Minh Mẫn là chúng ta thấy một cái người rất là trẻ. Và Nguyễn Đặng Minh Mẫn có cái khả năng chụp hình, có một cái ống kính. Do đó nên nhiều người làm truyền thông họ rất là trân quý cái sự cống hiến của Nguyễn Đặng Minh Mẫn. Nhưng mà đặc biệt khi mà chúng ta nói về cái quyền của cái người ở trong nước, khi mà họ đòi đó, thường thường họ đòi những cái quyền gì mà chúng ta nghĩ rằng rất là căn bản, mà Nguyễn Đặng Minh Mẫn là những cái người rất là tiêu biểu để đòi những cái quyền đó vậy, thưa ông? Quyền làm người, mình phải có cái quyền, nhưng mà mình nói không được. Mình nói sự thật là họ kiếm chuyện họ bắt mình. Họ không muốn nói sự thật gì họ làm. Họ đàn áp người dân. Những người đi buôn gánh bán bưng đi dọc đường, nó đá đổ luôn, nó dục bỏ luôn. Và cái chuyến đi này ông đến Hoa Kỳ và sau đó ông sẽ trở về. Có cái điều gì mà ông muốn chia sẻ, cái nỗi lo của ông như thế nào khi ông trở về lại Việt Nam vậy, thưa ông? Khi chúng tôi đi, chấp nhận đây là chấp nhận tất cả. Nhưng có sự rủi ro nào thì nhờ các dân biểu Hoa Kỳ và các hội đoàn đấu tranh cho nhân quyền lên tiếng giùm tôi thôi. Kính chào mục sư, và hôm nay rất là hân hạnh được tiếp xúc với mục sư. Mục sư có thể cho biết rằng trong cái buổi rèo rần ngày hôm nay, mục sư những sẽ chia sẻ những điều gì với lại Quốc hội Hoa Kỳ và những cử tọa ngày hôm nay vậy, thưa ông? Xin cảm ơn anh. Tôi ngày hôm nay là được Quốc hội Hoa Kỳ mời qua và cũng là một nhân chứng để đại diện cho Hội đồng Nhân tôn Việt Nam để qua đây là điều trần về cái tình hình đàn áp tự do tôn giáo tại Việt Nam cũng như là tình hình đàn áp nhân quyền tại Việt Nam nói chung. Nhưng ngoài ra thì tôi cũng muốn là làm nhân chứng để nói về cái tình hình đàn áp đặc biệt đối với cái giáo hội Mennonite của chúng tôi từ tháng 11 năm 2014 tới nay là bị đàn áp rất là khốc liệt. Thế ngoài ra chúng tôi còn ba người bạn của chúng tôi nữa là Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã bị ở tù lần này lần thứ tư, tổng cộng 18 năm tù. Và người bạn thứ hai là mục sư Dương Kim Khải là quản nhiệm ở Thánh Trùng Bò thì cũng năm năm tù, và ba là mục sư Nguyễn Công Chính. Thì ngoài ra chúng tôi cũng đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam. Và sau cái buổi điều trần ngày hôm nay thì cái chương trình làm việc sắp tới của mục sư như thế nào vậy? Dạ thưa anh, thì sau cái buổi điều trần ngày hôm nay thì chương trình sắp tới chúng tôi sẽ đi thăm một số cộng đoàn người Việt ở Washington. Rồi sau đó chúng tôi sẽ gặp bên Bộ Ngoại giao, rồi gặp một số các cái tổ chức để đấu tranh bảo vệ cho nhân quyền. Và chúng tôi tiếp tục qua California để tiếp tục gặp cộng đồng người Việt và một số cái tổ chức đấu tranh cho dân chủ ở bên đó. Xin được cảm ơn mục sư. Dạ, cảm ơn anh. Kính thưa anh có thể cho biết rằng trong cái bài mà thuyết trình hoặc là bài phúc trình của anh ngày hôm nay thì cái nội dung nó được chia như thế nào và những phần nào chính yếu
anh muốn trình bày với lại quý vị dân cử của Hoa Kỳ cũng giống như thành phần cử tòa. Thưa anh, thưa khán thính giả của đài truyền hình STBN, SBTN, tôi là Trương Minh Tam, một cựu tù nhân lương tâm từ ở trong quốc nội Việt Nam ra đây điều trần theo lời mời của Quốc hội Hoa Kỳ. Vấn đề mà tôi muốn mang tới Quốc hội Hoa Kỳ cũng như cộng đồng người hải ngoại ở tại Hoa Kỳ đó là cái vấn đề về tình trạng đối xử với tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị tại các nhà giam của nhà tù Cộng sản Việt Nam thì nó hết sức là tồi tệ. Tôi trong cái bài điều trần của tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ chia làm hai phần. Phần thứ nhất tôi sẽ nêu lên một cái hiện trạng chung về cái tình trạng đối xử với tù nhân nó hết sức tồi tệ, đặc biệt là các tù nhân chính trị. Phần thứ hai của tôi thì tôi đi sâu vào một số những cái trường hợp đặc biệt và tôi mong muốn là những cái vị dân biểu trong Quốc hội cũng như cộng đồng người hải ngoại phải kịp thời lên tiếng, bởi vì chúng ta cần phải cứu trợ họ, không chúng ta cố gắng giữ cái mạng sống của họ, bởi vì cái mạng sống của họ đang hết sức là nguy cấp. Đấy là cái một điều mà tôi chăn trở nhất trong một cái đợt điều trần này. Và khi mà có cơ hội để mà chúng ta đến đất nước Hoa Kỳ thì cái cảm tưởng hay là cái suy nghĩ đầu tiên của anh Tam là như thế nào? Tôi vừa mới thực sự là cái trường hợp của tôi được cấp visa thì cũng khá là muộn, vào 19 giờ giờ Washington ngày hôm qua thì tôi mới được Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Toronto gửi email báo tin là đã có visa, và 8 giờ sáng nay thì họ mới cấp cho tôi. Sau đó thì tôi phải tức tốc cùng với anh em ở bên Toronto đưa tôi ra phi trường và đi sang đây vào lúc 11 giờ, một cái thời lượng nó hết sức là xít sao. Tôi cũng vừa mới đặt chân tới phi trường thì thú thực là con người và cảnh vật ở Hoa Kỳ thì tôi chưa có được nhiều những cái nhận xét, nhưng mà khi tôi bước xuống phi trường thì đã được gặp những cái bà con anh em hải ngoại ở đây thì đã ra đón tiếp tôi rất là chân tình như anh em một nhà, và tôi hiểu rằng là cái sự đón tiếp đó nó càng thôi thúc tôi có một cái trách nhiệm lớn lao hơn để có một cái buổi điều trần về thực sự tốt và thực sự mang lại cái hiệu quả cho một cái cộng đồng chung, cho một cái tiến trình chung đấu tranh đòi cái tự do dân chủ ở Việt Nam, chứ không phải là một cái cuộc đi chơi bình thường ạ. Xin được cảm ơn anh Tam rất là nhiều. Cảm ơn anh, cảm ơn thính giả của đài SBTN. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hành của bản tin qua tình đống sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình, hạnh phúc bên người thân và bạn hữu. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hành lần tới.